Hello, xin chào tất cả các thành viên trong dự án Wow này. Hôm nay thì Thắng sẽ thay mặt cho cộng đồng giới thiệu chi tiết nhất về dự án để cho tất cả các thành viên vào đây tham gia để hiểu rõ về dự án Wow. Thì trong cái chuỗi giới thiệu thì chúng tôi có 3 cái video giới thiệu. Thì đây là một cái dự án Wow đầu tiên, gọi là dự án tổng quan. Còn hai dự án chi tiết nữa, mình sẽ làm video, mình sẽ gửi cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào dự án Wow này nhé cả nhà nhé. Thì trong cái thời gian vừa qua thì Wow cũng đã phát triển được 63 tỉnh thành của Việt Nam mình. Và hiện giờ chúng tôi đã phủ sóng được 130 trung tâm tại Việt Nam mình. Và tới đây chúng tôi có thể phủ sóng ra ngoài các quốc tế nữa. Đó, thì cái sức hút ở đâu mà các doanh nghiệp, các thành viên hoặc các nhà kinh doanh hay là những đối tác chiến lược của dự án Wow này, họ là những nhà cung cấp, họ biết đến và họ xây dựng cùng với cả các nền tảng này tốt như vậy, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Thì trong cái thời kỳ Covid-19 ấy bắt đầu diễn ra đến thời điểm hiện tại là cũng đã là gì ạ? 3 năm nay rồi. Thì cái tình hình Covid đã lắng xuống đúng không ạ? Nhưng nó để lại cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là suy thoái kinh tế. Suy thoái kinh tế nó dẫn đến các công ăn việc làm, rồi rất nhiều các nền tảng hay là tất cả các hệ sinh thái về doanh nghiệp đi xuống rất là nhanh, và dẫn đến tình trạng hiện giờ là thất nghiệp này, vân vân và vân vân rất là nhiều. Trước khi đi vào cái mục chính thì Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn thì hiện giờ các hình thức tạo ra thu nhập ở trên toàn thế giới bây giờ thì chỉ có bốn nhóm người duy nhất thôi, đó chính là nhóm làm công, đó là chữ E bên tay trái đúng không ạ, và nhóm chữ S gọi là nhóm làm tư, nhóm B là bên phải cùng các bạn này, đó là nhóm business là chữ B đấy ạ, và nhóm Y là nhóm investor. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ bốn cái nhóm người này và xem chúng ta đang nằm ở trong cái nhóm người nào. Và qua cái hình ảnh này sẽ giúp cho các bạn định hình được cái thu nhập và cái làm sao để cho các bạn có thể tạo ra thu nhập thụ động thực sự như thế nào đúng không ạ? Ở cái nhóm E đấy ạ, cái nhóm làm công thì hiện giờ là như các bạn biết đấy ạ, ở trên thế giới thì nhóm làm công là rất là lớn, nó chiếm đến 70-80% dân số cơ. Và mọi người gần như là đi làm thuê đúng không ạ? Làm thuê cho doanh nghiệp, làm thuê cho nhà nước, làm thuê cho rất nhiều các tổ chức đúng không ạ, và để nhận cái đồng thù lao đó đúng không ạ, hoặc có thể là tự làm công cho một ai đó, ví như là làm về nông nghiệp đúng không ạ, thì cũng là một dạng làm công ở nhà. Còn ví như là làm tư chữ S đấy ạ, thì khi mà các bạn đã làm công, các bạn đã có đủ kinh nghiệm này, hay các bạn có một cái số vốn nào đó các bạn tự làm cho mình, các bạn làm nhiều các bạn được nhiều, các bạn làm ít thì các bạn được ít, mà các bạn không làm thì các bạn không được gì cả. Và đây là các bạn sẽ tự trả tiền cho mình. Đó, thì cái nhóm bên trái này, cái chữ E và chữ S này, thì để tạo ra cái thu nhập thụ động ấy, thì nó sẽ rất là khó, đúng không ạ? Nó chỉ gọi là thu nhập chủ động thôi, gọi là nguồn nguồn thu cho các bạn thôi. Nhưng ở cái nhóm B đúng không ạ, nhóm business đấy ạ, là nhóm làm chủ. Thì những người làm chủ doanh nghiệp để trở thành một người có thu nhập thụ động thì các bạn cần phải có là ít nhất là 500 thành viên, 500 thành viên ở trong công ty của mình thì mới tạo được được cái thu nhập thụ động đầu tiên, và có thể nhiều hơn đúng không ạ? Đó, ví như là ông chủ của Samsung hay ông chủ của Apple, đó là họ đã có hàng nghìn, hàng chục nghìn nhân viên đó, thì công ty của họ cũng tạo ra cái thu nhập thụ động. Ngoài ra thì cũng có một số cái kênh kinh doanh khác, nó sẽ giúp cho các bạn tạo ra nguồn thu nhập thụ động từ cái việc kinh doanh đúng không ạ? Các bạn có thể tìm hiểu đọc thêm những cuốn sách, đó là Dạy con làm giàu số 11, số 12 và số 2. Đó. Và một cái nhóm nữa, khi mà họ đã làm có được thu nhập rất lớn rồi, họ bắt đầu họ investor, họ đầu tư, thì trong đầu tư này nó phải gọi là đầu tư chính thống nha cả nhà nhá. Còn những kênh đầu tư không chính thống thì mình không có nhắc đến ở đây. Đó. Kênh đầu tư chính thống, ví như các bạn có thể đầu tư vào đất đai đúng không ạ? Các bạn đầu tư vào vàng, đầu tư vào những cái chứng khoán cổ phiếu đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Các bạn đầu tư vào đó xong các bạn sinh lời, ví như bạn mua một ngôi nhà, bạn cho thuê thì đó cũng là một dạng đầu tư.
nó cũng giúp cho các bạn một tháng tạo ra cái thu nhập thụ động đó. Thì để mà những cái hình thức này để chuyển từ cái nhóm E, nhóm S sang nhóm B, nhóm Y này, nó cần một cái khoảng thời gian rất là dài để tích lũy vốn, kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm cũng như là những cái thất bại, sau đó thì các bạn mới làm chủ được. Và cái tỷ lệ mà làm chủ được, đúng không ạ, hay hướng sang những nhà đầu tư này, nó chỉ chiếm tầm khoảng 10 đến 20% dân số thôi. Và những cái nhóm người này họ đã chiếm đến 80% cái dòng tiền và tài sản ở trên thế giới này. Còn cái nhóm E, nhóm S nó chỉ chiếm tầm 20% thôi. Đó, thì các bạn có thể biết là nếu như chúng ta muốn tạo ra tiền thì chúng ta phải kiếm từ đâu và chúng ta làm như thế nào. Thì cái kim tứ đồ này nó sẽ giúp cho các bạn nhìn ra được. Ok, tiếp theo thì mình sẽ phân tích tiếp một cái vấn đề nữa, đó là cái đại xu thế. Cái đại xu thế này nó sẽ ảnh hưởng đến gì với chúng ta, đúng không ạ? Cái đại xu thế đầu tiên nó chính là trí tuệ nhân tạo AI. Trí tuệ nhân tạo AI bạn hình dung là robot, đúng không ạ? Các thuật toán, máy móc, nó sẽ thay thế cái trí não của con người, thay thế tất cả những cái mà con người đang làm việc ở đây, đúng không ạ? Ví như là một bài toán chúng ta giải hàng tiếng đồng hồ, nhưng với trí tuệ nhân tạo AI họ chỉ giải trong vòng 1 đến 3 giây thôi. Có thậm chí nó còn nhanh hơn, nó chỉ chớp mắt một cái thôi là có thể giải được bài toán này, đúng không ạ? Thì với trí tuệ nhân tạo này, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con người như thế nào, đúng không ạ? Nó chính là sẽ lấy đi công ăn việc làm của hàng triệu người trên thế giới này. Đó. Và cái đại xu thế tiếp theo đó chính là Internet vạn vật. Một cái từ rất là hay, đúng không? Từ vạn vật có nghĩa là gì ạ? Chúng ta kết nối với nhau thông qua Internet, đúng không ạ? Thì nó sẽ không có biên giới từ nước này qua nước kia, từ thông tin, âm nhạc, tất cả mọi thứ ở trên trái đất này, kể cả ô tô các bạn cũng tới đây cũng sẽ kết nối Internet này, Google Maps này, bản đồ, đúng không ạ? Hay đi du lịch bất cứ nơi đâu, kể máy ảnh của các bạn luôn. Đó, thì cái Internet vạn vật này nó giúp cho chúng ta gần nhau hơn, nhưng gần ở đây là trên Internet cả nhà. Đó, và cái xu thế này nếu như các bạn biết nắm bắt thì cũng là một cái mà để chúng ta có thể là nhìn được những cái tiềm năng của nó cũng như là những cái hạn chế của nó, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là cái năng lượng sạch. Hiện giờ là những cái năng lượng mà tạo ra ở trên thế giới này thì họ đang dần dần tìm và thay thế những cái xu thế mới về năng lượng sạch hơn, giúp cho con người sống khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Ví như là Singapore, các bạn biết là họ dùng rác, họ đốt lên để họ tái tạo ra cái năng lượng điện. Và năng lượng điện đó là gì ạ? Tất cả các rác thải của họ khi đốt lên là họ xử lý tất cả các rác thải đó đến mức mà có thể là gì ạ? Làm san hô hay là để cho các sinh vật biển có thể sống được trong cái rác đó. Đó là cái năng lượng sạch. Và dần dần các quốc gia lớn như Mỹ hay là Ả Rập thì họ cũng đang nghiên cứu và phát triển rất là mạnh, kể Trung Quốc cũng vậy. Đó, thì đây là ba cái đại xu thế. Thì các bạn sẽ nắm được để biết là tới đây chúng ta sẽ phải làm gì để chúng ta có thể nắm được, đúng không ạ? Ok, và có một cái câu hỏi dành cho tất cả các bạn. Why Wellnet? Tại sao chúng ta phải lựa chọn ngành chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Ok, thế thì chúng ta hãy nhìn nhận lại đi ạ. Con người chúng ta càng ngày càng sống vội, đúng không ạ? Trí tuệ nhân tạo thì càng ngày càng đã thay thế con người rất là nhiều rồi. Internet cũng vậy. Internet làm cho con người chúng ta lười đi. Internet làm cho con người chúng ta là gì ạ? Chuyển hóa kém đi và dẫn đến tình trạng béo phì này, lười vận động này, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Đó, thì nó dẫn đến cái việc rối loạn chuyển hóa rất là lớn. Thì cái ngành chăm sóc sức khỏe này, nó là một ngành thị trường rất là lớn. Gần như là gì ạ? Từ trẻ, người già hay phụ nữ hay trẻ em cũng đều cần đến, đúng không ạ? Và đây nó một cái ngành gì ạ? Không bao giờ hết thời và không bao giờ lỗi thời. Ok, thì cái app Wow của chúng ta, đúng không ạ? Thì cũng đã nắm được cái xu thế này, cũng áp dụng vào trong nó những cái tinh hoa, những cái rất là đặc biệt ở trong này để kết nối vạn vật với nhau thông qua một cái nền tảng, đó là chính là chiếc điện thoại của mình. Đó, trên chiếc điện thoại chúng ta kết nối với nhau và sử dụng để là gì ạ? Kết nối chăm sóc sức khỏe, kết nối kinh doanh, kết nối cộng đồng, kết nối yêu thương, vân vân và vân chân vân vân trong này. Thì đây nó là một cái ý tưởng của một nhà sáng lập rất là gì ạ? Có tầm và có tâm và rất mong muốn để phát triển tiềm năng dự án này, giúp cho chúng ta có những cái nguồn thu nhập
phát triển một cách chuyên nghiệp nhất và gì ạ, nhân văn nhất cả nhà. Và cái tiềm năng của dự án này khi các bạn nhìn ra thì các bạn chỉ tập trung 3 đến 6 tháng thôi, nó cũng có thể tạo cho các bạn thu nhập là 4.000 đô, đúng không ạ? Ok, và nếu như các bạn coi đây là một cái sự nghiệp các bạn phát triển trong vòng 2 đến 3 năm thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra những nguồn thu nhập tầm khoảng 40.000, đúng không ạ? Hoặc có thể 30.000, 40.000 là rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ phát triển trong 2 đến 3 năm thôi. Và có một cái điều mà rất quan trọng, đó là Thắng muốn nói với các bạn, đó là tự do tài chính. Và ở đây chúng ta nói về tự do tài chính rất là nhiều, và có rất nhiều các kênh ngoài kia chúng ta đã từng nghe tự do tài chính và chúng ta đã bị quên đi mất cái tự do tài chính thực sự, đúng không ạ? Nếu như ở đây thì với cái dự án này, tiềm năng như dự án này, thì các bạn chỉ xây dựng trong 3 đến 5 năm và kiên trì cùng với nó thì các bạn sẽ có được cái sự tự do tài chính này. Tại sao tôi lại dám tự tin nói ra điều đó? Vì chúng tôi đã có những cái gì ạ, những cái hình ảnh, những cái hình mẫu, những cái tượng đài mà đã tạo ra tự do tài chính và đã là những gì ạ, những founder và những co-founder tạo lên cái dự án wow này đã làm được rồi, và họ sẽ chia sẻ cho chúng ta và giúp chúng ta có thể là tự do tài chính được ở dự án wow này. Ok, phần thứ hai Thắng muốn giới thiệu mọi người đó chính là sản phẩm và dịch vụ của wow. Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn nhận về cái việc đó là cái hội chứng rối loạn chuyển hóa hệ miễn dịch. Và đây nó là một trong những cái hội chứng mà cực kỳ nguy hiểm. Ở trên thế giới thì hiện giờ chúng ta có 8 tỷ người, đúng không ạ? Thì các bạn hình dung là có 1,92 tỷ người hiện giờ đang bị hội chứng rối loạn chuyển hóa này. Vâng, thì cái hội chứng rối loạn chuyển hóa này á, nó sẽ dẫn đến các chức năng trong cơ thể của mình ấy, nó thay đổi, đúng không ạ? Và nó dẫn đến cái việc đó là gì ạ? Béo phì này, tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, rồi rất nhiều các bệnh liên quan đến cơ thể của chúng ta nữa do cái hội chứng rối loạn chuyển hóa như này. Thì mình nói đến đây các bạn đã biết là hội chứng rối loạn chuyển hóa là nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Ok, thì cái nguyên nhân chính dẫn đến cái vấn đề này, vấn đề về sức khỏe của chúng ta suy giảm, đó chính là cái lối sống nghèo nàn, lối sống chúng ta không khoa học, nó dẫn đến cái hội chứng rối loạn chuyển hóa này. Cái nguồn này là chúng tôi lấy từ cái Hiệp hội Tiểu đường Quốc tế đấy cả nhà. Đầu tiên, đó chính là dinh dưỡng nghèo nàn. Chúng ta ăn uống không khoa học rồi, đúng không ạ? Chúng ta ăn uống không đúng bữa này, rồi chúng ta ăn uống không khoa học. Mặc dù chúng ta bỏ đúng số tiền đó ra, nhưng mà có những cái gia đình họ sống với những lối sống khỏe mạnh thì họ hoàn toàn họ có thể mua được những cái thức ăn đủ dinh dưỡng và đầy đủ các chất trong cơ thể của mình, đúng không ạ? Đây là cái gọi là cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai đó chính là thiếu ngủ, đúng không ạ? Chúng ta làm việc liên tục, và chúng ta ngủ không đúng giấc, đúng không ạ? Ngủ gà ngủ gật. Đó, đấy là cái nguyên nhân thứ hai. Và cái nguyên nhân thứ ba đó chúng ta lười vận động, đúng không ạ? Bây giờ internet vạn vật rồi, chúng ta lười vận động hơn, chúng ta ngồi xem tivi, chúng ta ngồi trên máy tính hàng giờ, hàng ngày, đúng không ạ? Tiếp theo đó là ô nhiễm môi trường, đúng không ạ? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nó dẫn đến cái việc ô nhiễm môi trường nó càng ngày nó càng nặng nề lên. Bụi, khói bụi, đúng không ạ? Bụi mịn nó càng ngày càng nhiều lên. Và đây cũng là một cái nguyên nhân chính dẫn đến cái hội chứng rối loạn chuyển hóa này. Tiếp theo đó chính là stress. Công việc của chúng ta thì càng ngày càng bừa bộn, đúng không ạ? Chúng ta sinh con, sinh cái, vừa làm việc, vừa công việc gia đình, nó rất là nhiều thứ không khoa học, dẫn đến cái việc stress liên tục, stress nặng luôn, đúng không ạ? Và stress này nó giúp cho chúng ta căng thẳng. Căng thẳng rồi thì chúng ta sẽ gì ạ? Dẫn đến cái việc rối loạn chuyển hóa trong cơ thể của mình. Rồi, và yếu tố cuối cùng đó là dùng nhiều hóa chất quá. Khi dùng nhiều hóa chất, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta ốm, chúng ta cũng uống kháng sinh vào. Chúng ta đau bụng, chúng ta cũng uống thuốc vào. Chúng ta đau chân, đúng không ạ? Chúng ta cũng uống thuốc vào. Chúng ta mất ngủ, chúng ta cũng uống thuốc vào. Và đây là một cái nguyên nhân cực kỳ nguy hiểm dẫn đến cái việc là rối loạn chuyển hóa. Trong cái 6 cái này thôi, mình vừa nhắc đến, đâu đó các bạn đang xem cái video này, các bạn sẽ nhìn thấy mình ở một trong 6 cái này, thậm chí có thể là 2, 3, 4, 5, 6 cái nguyên nhân này. Mà chúng ta càng nhiều nguyên nhân này thì chúng ta càng dễ, nhanh dẫn đến cái hội chứng rối loạn chuyển hóa. Đó. Và gần như là gì ạ? Chúng ta bỏ quên thôi. Thì khi mà chúng ta có một cái quy chuẩn về ProGainet tốt ở trong cái app Wow này,
Và trong cái dự án này sẽ giúp cho các bạn thay đổi về ý thức hệ, thay đổi về con người của mình, giúp cho chúng ta cân bằng chuyển hóa, cơ thể của chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh. Đầu tiên đó là một cái bộ sản phẩm về công nghệ gen, công nghệ tế bào, đúng không ạ? Một cái sản phẩm cực kỳ đỉnh cao của Mỹ và một cái sản phẩm được rất nhiều các nhà khoa học rồi gì ạ, được chứng nhận của PDI rất là nhiều. Đó. Thứ hai nữa là dinh dưỡng chuyển hóa. Ngoài cái việc chúng ta dùng sản phẩm tốt, chúng ta còn phải dinh dưỡng tốt để chúng ta chuyển hóa, đúng không ạ? Chúng ta ăn rau xanh bao nhiêu phần trăm này, rồi chúng ta ăn cơm bao nhiêu phần trăm, ăn thịt bao nhiêu phần trăm. Và tiếp theo đó là chúng ta tập luyện khoa học. Tập luyện ở đây chúng ta không phải tập gym, mà chúng ta có thể là gì ạ? Vận động khoa học thôi, đúng không ạ? Giúp cho chúng ta có một cái quy chuẩn về cái ProWellness là dựa trên ba cái yếu tố này. Ok cả nhà. Và kém cái kết quả của trong ứng dụng ProWellness mà chúng tôi đang xây dựng ở đây, chúng tôi được thông qua chứng minh bằng kết quả xét nghiệm máu ở trong cơ thể của mình. Chúng tôi sẽ đo cái chỉ số của cơ thể, những cái thay đổi từ bên ngoài được đo lường như một cái tác dụng phụ khi các chức năng chuyển hóa hoạt động đúng cách, thì các bạn sẽ nhìn thấy cơ thể mình eo hơn, cơ thể mình khỏe mạnh hơn, rồi gì ạ, tất cả các chỉ số xét nghiệm máu ở đây nó có 10 chỉ số xét nghiệm máu này, thì chúng tôi sẽ lấy máu và trong vòng 60 ngày sẽ xét nghiệm lại và đo lường lại cái sức khỏe chuyển hóa thông qua xét nghiệm máu. Và như mọi người nhìn thấy đúng không ạ, chúng ta bỏ tiền ra rất nhiều để mua thực phẩm chức năng các loại, đúng không ạ, loại A, loại B, loại C rất nhiều, nhưng cuối cùng chúng ta không sử dụng đúng, nhưng chúng ta lại chính là chúng ta đang bỏ đi một số tiền rất là lớn mà chúng ta không biết, đúng không cả nhà. Mà chúng ta phải dùng đúng cách và được các mentor hướng dẫn. Rồi tiếp theo sẽ đi sâu vào cái dự án WOW này để các bạn có thể biết được dự án WOW này nó tiềm năng như thế nào, được chưa ạ? Ok. Rồi, dự án WOW này thì chúng tôi có một đối tác partner có tên là Unicity của Mỹ, một tập đoàn đã hơn 120 năm trên thế giới về các sản phẩm cân bằng sức khỏe, làm đẹp, đúng không ạ? Tại sao chúng tôi lại chọn Unicity? Vì Unicity là một tập đoàn rất là gì ạ, nổi tiếng và có mặt ở trên thế giới đã 130 năm rồi, và là một đối tác đa quốc gia và kế thừa được cái di sản từ năm 1903 và có văn phòng tại ở 63 quốc gia rồi. Một tập đoàn dẫn đầu thế giới về nghiên cứu các lĩnh vực về khoa học sức khỏe, chuyển hóa của con người. Đó. Và đây là cái lịch sử của Unicity là từ năm 1903, các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Đó là đầu tiên là sẽ được phát triển và các sản phẩm được cấp các bằng sáng chế và truy cập đầu tiên gọi là Rewind. Đó. Sau đó công ty đầu tiên đóng gói các thảo dược bổ sung để sử dụng cho gia đình từ năm 1972. Sau đó là đến năm 1978 thì là phân phối ra đa vitamin đấy. Và sau đó là đến năm 1988 thì nghiên cứu giới thiệu các sản phẩm thảo dược hiệu quả tự nhiên để thay thế hoặc giảm việc sử dụng dược phẩm và thuốc. Sau đó là từ lúc đó là đã tăng trưởng từ năm 1990 đến năm 1991, đã tăng trưởng đến 340% trong năm đầu tiên rồi. Mà các bạn thấy là tăng trưởng rất là mạnh, đúng không ạ? Tiếp theo đó là thực hiện vào cái mô hình MLM để tăng cường mạng lưới sản phẩm phân phối trên toàn cầu. Và đến năm 1993 thì được liệt kê trong Nasdaq. Đấy, từ giai đoạn 1992 đến năm 1996. Thì đến năm 1996 thì được liệt kê 3 lần là công ty tăng trưởng nhanh nhất trong INC500. Đấy, và đến năm 1999 thì được liệt kê trong tạp chí Fortune Magazine là 100 công ty tăng trưởng nhanh nhất nước Mỹ. Đó. Và đến giờ này đang phát triển rất là mạnh, đúng không cả nhà. Rồi, công ty tập đoàn Unicity thì đang hợp tác nghiên cứu khoa học cùng với các trường đại học, các phòng thí nghiệm và các tổ chức y tế hàng đầu trên thế giới. Như đây là có American Heart này, American Diabetes này, rồi Sydney này, University Utah này, Stanford này, đúng không ạ? The Hopkins này, Cleveland Clinic này. Đấy, có rất nhiều các trường đại học cũng như là các trung tâm nghiên cứu, đúng không ạ? Và khoa học của Unicity thì được công nhận
được công nhận là gì ạ? Unicity là một tập đoàn dẫn đầu thế giới về số lượng sản phẩm được công nhận trong dược điển thư PDI của Mỹ với 18 sản phẩm cả nhà. Và PDI này mình sẽ nói cho các bạn biết đó là gì ạ? PDI là một trong 5 sản phẩm tốt nhất trên thế giới thì mới được vào trong cái PDI này. Mà gì ạ? Unicity thì có 18 sản phẩm. Thì cả nhà thấy có tuyệt vời không ạ? Và cái kết quả được ứng dụng vào giải pháp ProGenet này như sau, đúng không ạ? Các kết quả sẽ được ứng dụng vào trong ProGenet và sẽ được chứng minh bằng xét nghiệm máu thông qua chỉ số máu mà chúng ta có thể là biết được là cái sản phẩm đó chuyển hóa cơ thể của chúng ta tốt như thế nào, đúng không ạ? Còn như chúng ta thường thường hay mua, ôi chúng ta uống collagen chẳng hạn, thấy tốt lắm, đúng không ạ? Hay là uống cái sản phẩm nào tôi thấy là địa cảm nhận thấy tốt lắm, nhưng tốt ở đâu thì chúng ta chưa biết, đúng không ạ? Đó là do cảm nhận của mình thôi. Rồi, cái cách tạo ra thu nhập từ cái việc phát triển ProGenet này thì là gì ạ? Chúng ta ở đây có cái công thức gì ạ? Mọi người nhìn thấy vòng tròn đầu tiên là 5 ạ. Vòng tròn thứ hai là nhân 5 ạ. Vòng tròn thứ ba là nhân 5. Đó, thì cứ một người chúng ta chỉ giới thiệu ra 5 người thôi, được chưa ạ? Cứ một người giới thiệu ra 5 người như này thì trong vòng 3 tháng đầu tiên thôi, chúng ta đã có gì ạ? Có 125 thành viên rồi tham gia ProGenet này, giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt lên này. Và thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta có một khoản thu nhập nó lên đến gọi trên 4.000 đô, nó khoảng 102.500.000 đó. Thì đây là một cái khoản thu nhập đầu tiên đấy, cách tạo ra thu nhập như này. Nhưng không dừng lại ở đó, đúng không ạ? Chúng ta liên tục phát triển tiếp, và những hệ thống bên dưới của chúng ta liên tục phát triển ra các nền tảng. Cũng như mình cũng có những người muốn chuyển hóa về sức khỏe, cũng muốn chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Thì họ cũng lại tiếp tục họ tạo ra những cái vòng tròn 5x5x5 như này của chúng ta ra, thì chúng ta có thể tạo ra thu nhập là 40.000 đô. Đó, cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Và thu nhập ở đây là thu nhập cấp số nhân, nó lũy tiến lên nhé cả nhà nhé. Và có một cái là kinh doanh lớn, chúng ta có thể tạo ra các ProGenet ở trên thì ạ, toàn đất nước Việt Nam của chúng ta, đó là những trung tâm ProGenet Family này. Thì các trung tâm ProGenet Family này thì chúng ta sẽ nhân bản tạo ra một cái cơ hội kinh doanh, nó giúp cho chúng ta tạo ra cái thu nhập rất là lớn. Cứ chúng ta cứ liên tục nhân bản các ProGenet này ra thì các trung tâm này được chuyển giao các công thức này và được nhân bản này ra các ProGenet Family này, ProGenet Family Plus này cho các đơn vị đối tác. Hiện giờ có rất nhiều các doanh nghiệp như là MyLink này, hay tới đây có rất nhiều các công ty, các đối tác khác đấy, sẽ được đóng gói các quy trình, quy chuẩn, các kiến thức, kỹ năng vận hành và mở rộng không giới hạn. Và cứ mỗi một trung tâm này, mỗi một thành viên của chúng ta, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ được hưởng từ 5 đến 10% doanh số từ những cái chuỗi trung tâm này, đúng không ạ? Nếu như 1 tỷ một tháng thì chúng ta có thể có được từ 50 đến 100 triệu, 10 tỷ thì chúng ta có từ gì ạ? 500 đến 1 tỷ đồng, đúng không ạ? Ok, thì chúng ta bắt đầu bằng cách nào, đúng không ạ? Bắt đầu thông thường thì tất cả những người vào đây, chúng ta sẽ đầu tiên sẽ tải cái app Wow này. Tải cái app Wow này, sau đó chúng ta hoàn thành đăng ký ProGenet này. Và sau đó chúng ta học cách kinh doanh trên cái app Wow này. Trên cái app Wow này nó rất đầy đủ các thông tin. Các bạn nếu như chưa biết thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc là những người đã giới thiệu các bạn cái cơ hội này để các bạn có thể trải nghiệm và các bạn sẽ biết về cái chức năng của cái app Wow này. Và tổng coi như là đây là một dự án khởi nghiệp chỉ có 30 triệu thôi, đúng không ạ? Ở ngoài kia chúng ta kinh doanh khởi nghiệp, đúng không ạ? Như tháng này đã từng đã mở doanh nghiệp rồi cũng phải bỏ đến 2-3 tỷ, nhưng cũng chả đâu mới đâu cả, đúng không ạ? Rất là gì ạ? Khó khăn để vận hành về marketing, chi phí rất là nhiều. Hoặc là có rất nhiều các quán ăn các bạn mở ra, đúng không ạ? Có thể bỏ được vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, nhưng chưa chắc là có cái cơ hội nào khởi nghiệp ít như này mà giúp cho các bạn có thể là gì ạ? Khởi nghiệp như này mà giúp cho các bạn có thể có một thu nhập thụ động và nó có thể lên đến hàng tỷ đồng như này được, đúng không ạ? Và chúng ta hãy liên hệ trực tiếp với những người giới thiệu để tải cái link app Wow này. Đó. Và các bạn nếu như ai chưa có người giới thiệu, các bạn có thể là quét vào trong cái mã bên trái này là nhóm Zalo để các bạn được nhận được thông tin. Hoặc các bạn có thể quét mã QR để đăng ký link của mình. Nhưng nếu như ai được giới thiệu thì các bạn hãy nhờ các bạn đó lấy cái link QR và link của người giới thiệu của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đầu tiên của mình. Mình sẽ gửi cho các bạn chi tiết về cái app Wow này như thế nào và chi tiết về những cái video sau.
Chúc các bạn hạnh phúc, sức khỏe và thành công, thịnh vượng cùng với cả Wow. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ đăng ký kênh và follow kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.